Giải bóng đá hạng nhất quốc gia V-League 2 mùa giải 2024-2025 là phiên bản thứ 31 của sân chơi bóng đá hạng 2 thuộc hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Mùa giải này sẽ khởi tranh từ 26 tháng 10 năm 2024 và dự kiến kết thúc vào 25 tháng 5 năm 2025. Sau khi Định Hướng Phú Nhuận xin rút lui, giải đấu sẽ có 11 câu lạc bộ tham dự. Các câu lạc bộ sẽ tranh tài trên 11 sân vận động ở 11 tỉnh thành trong 22 vòng đấu để tìm ra 1,5 suất lên chơi tại V-League 1 mùa giải 2025-2026. Sau đây là tổng quan về 11 sân vận động tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải này. Sân vận động Bà Rịa nằm ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu. Được xây dựng từ năm 2001 đến 2004 với kinh phí 18 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 7.000 khán giả, trong khi mặt sân Bà Rịa sử dụng cỏ dê Onzoicea. Sân vận động Đồng Nai nằm ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Đồng Nai. Được xây dựng vào năm 1996, sau đó được cải tạo từ năm 2013 đến 2014 với kinh phí 40 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả, trong khi mặt sân Đồng Nai sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Cao Lãnh nằm ở trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Đồng Tháp. Được xây dựng vào năm 1996. Hiện tại, nhiều hạng mục của sân vận động đã xuống cấp nghiêm trọng. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả, trong khi mặt sân Cao Lãnh sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động tỉnh Hòa Bình nằm tại phường Phương Lâm của thành phố Hòa Bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Hòa Bình. Sân vận động đã được cải tạo trong giai đoạn 2021 đến 2024. Sức chứa của sân vận động này là 3.600 khán giả, trong khi mặt sân Hòa Bình sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Tự Do nằm tại trung tâm thành phố Huế. Đây là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Huế. Được xây dựng từ năm 1934 đến 1936. Nó là một trong những sân vận động lâu đời nhất Việt Nam. Trước mùa giải này, sân vận động Tự Do đã tiến hành nâng cấp phòng thay đồ. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả, trong khi mặt sân Tự Do sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở thành phố Nha Trang. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Khatoko Khánh Hòa. Được xây dựng từ năm 1992. Trước mùa giải này, sân vận động cũng đã cải tạo phòng thay đồ. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả, trong khi mặt sân 19 tháng 8 sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Long An nằm ở phường 2, thành phố Tân An. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Long An. Được xây dựng từ năm 1979 đến 1984. Hiện tại, sân vận động này dự kiến sẽ bị phá bỏ trong những năm tới. Sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả, trong khi mặt sân sử dụng cỏ lá gừng. Sân vận động Ninh Bình nằm tại phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình. Đội bóng được đánh giá là một trong hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé thăng hạng trực tiếp. Được xây dựng vào năm 2003, sân vận động sau đó được cải tạo vào năm 2021. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả, trong khi mặt sân Ninh Bình sử dụng cỏ Bermuda.
Sân vận động trung tâm PVF nằm ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đây là sân nhà của câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân. Được xây dựng vào năm 2017. Sân vận động này có sức chứa 3.600 chỗ ngồi. Trong khi mặt sân PVF sử dụng cỏ Zoysia. Sân vận động Thống Nhất nằm ở phường 6, quận 10. Đây là sân nhà của câu lạc bộ trẻ thành phố Hồ Chí Minh, tân binh của giải đấu. Được xây dựng từ năm 1929 đến 1931. Hiện tại nhiều hạng mục của sân vận động Thống Nhất đã xuống cấp nghiêm trọng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 chỗ ngồi. Với khán đài B của sân đã đóng cửa chờ cải tạo. Mặt sân Thống Nhất sử dụng cỏ Bermuda. Sân vận động Bình Phước nằm ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Trường Tư Bình Phước, đội bóng được xem là đối trọng đáng chú ý nhất trong cuộc đua thăng hạng với Phù Đồng Ninh Bình. Được xây dựng vào năm 2010, sân vận động sau đó được mở rộng vào năm 2021 với kinh phí 10 tỷ đồng. Trước mùa giải này, sân vận động Bình Phước được chỉnh trang lại mạnh mẽ, trong đó đáng chú ý nhất là việc lắp đặt đầy đủ ghế ngồi trên khán đài B. Sức chứa của sân vận động này khoảng 6.000 chỗ ngồi, trong khi mặt sân Bình Phước sử dụng cỏ lá gừng.